Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Nghệ sĩ ưu tú Quế Trân ở tuổi 41 vẫn chưa sẵn sàng bước vào hôn nhân. Quế Trân là đó hoa vàng trong làng cải lương Việt Nam, xuất hiện trên sân khấu với hình ảnh xinh đẹp, vui vẻ. Nhưng cuộc đời riêng của cô lại có nhiều nỗi niềm kính đáo. Quế Trân kiệm lời trong chuyện tình cảm. Cô thậm chí từng muốn bỏ nghề sau cú sốc mất đi người thân yêu. Quế Trân là hậu duệ đời thứ năm của gia tộc tồn cổ bầu thắng Minh Tơ nổi tiếng. Lớn lên trong cái nôi của cải lương, nữ ca sĩ sớm bộc lộ năng khiếu thiên bẩm với bộ môn nghệ thuật này. Từ nhỏ đã theo bố mẹ vào các đoàn diễn. Đến năm 8 tuổi, cô chính thức có vai diễn đầu tay. Được thầy giỏi diều giác cộng với nỗ lực của bản thân, Quế Trân nhanh chóng gặt hái thành tựu đáng ngưỡng mộ. Khúc ly hương, trắng hoa mai, bên cầu dệt lụa, con mắt thời gian là những vở gắn liền với tên tuổi của Quế Trân. Năm 18 tuổi, cô xuất sắc giành giải thưởng Trần Hữu Trang danh giá. Đến năm 2011, Quế Trân vinh dự được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Ít ai biết rằng Quế Trân từng theo học một lúc hai trường cao đẳng kinh tế đối ngoại và đại học sư phạm. Tuy nhiên, các sâu mời hát nhiều nên nữ nghệ sĩ quyết định dành trọn tâm sức cho nghệ thuật, nói nghiệp gia đình. Là con cháu nghệ sĩ lớn, cô có nhiều thuận lợi để phát triển đam mê, nhưng đi kèm với đó là không ít áp lực. Ngày nhỏ, Trân bị áp lực nhiều, nhưng càng trưởng thành, mình càng nhẹ nhõm hơn. Trân biết chuyển hóa áp lực thành động lực, huynh đúc biết tâm cho mình. Thật sự, con đường nghệ thuật của Trân cũng nhiều thăng trầm, chứ hoàn toàn không phải là hoa hồng. Trân vẫn nói vui hoa hồng có nhiều gai, cô chia sẻ. Quế Trân đối diện với biến cố lớn khi nghệ sĩ Thanh Tòng ra đi mãi mãi. Nhắc lại ký ức đau buồn trong chương trình Ngôi sao đương thời, cô cho biết ngay đêm chung kết cuộc thi Chuông vàng vọng cổ năm 2016 thì ba của Trân ra đi. Sau lần đó Trân cảm thấy mất mát và hụt hẫng rất nhiều, chỉ muốn giam mình ở nhà và không muốn đi hát nữa. Soi nổi trên sân khấu nhưng Quế Trân lại kính tiếng trong chuyện tình cảm. Nữ nghệ sĩ từng tiết lộ hình tượng về bố rất lớn nên chưa cảm thấy có người phù hợp với mình Nếu duyên chưa đến Quế Trân quyết định sẽ ở vậy mãi Không muốn làm mẹ đơn thân Còn chuyện tình cảm tôi nghĩ điều gì đến sẽ đến Tôi chỉ thuận theo tự nhiên Hiện tại tôi cũng có những người bạn để chia sẻ Nhưng chưa đến mức yêu thương Mẹ không hối thúc tôi Nên tôi không cảm thấy áp lực Cũng không có động lực để lấy chồng Cô chia sẻ trong buổi giới thiệu chương trình Sao nói ngôi mùa 3 trên trang cá nhân, Quế Trân thỉnh thoảng vẫn đăng tải hình ảnh xinh đẹp của bản thân. Tuổi nay đã ngoài 40 nhưng nhan sắc của nữ nghệ sĩ vẫn còn rất trẻ đẹp. Có thể thấy Quế Trân vẫn sống vui vẻ và lạc quan dù đến nay vẫn chăn đơn gói chiếc. Trải qua nhiều thăng trầm, Quế Trân gây dựng sự nghiệp nghệ thuật nhiều người mơ ước. Nhan sắc không tuổi của nữ nghệ sĩ hiện tại ngắm bao lần cũng khiến khán giả trăm trò. Quế Trân rất ngưỡng mộ bố là nghệ sĩ Thanh Tông. Chính vì vậy cô suy sụp khi người yêu thương nhất ra đi mãi mãi. Từng có ý định bỏ nghề, Quế Trân đã trở lại đam mê nhờ sự động viên và ủng hộ của gia đình. Nữ nghệ sĩ sống lạc quan ở tuổi 41, dù chưa viên mạng chuyện chồng con, cô dành thời gian cho nghệ thuật và ở bên gia đình thân yêu. Sự nỗ lực của Quế Trân luôn được khán giả công nhận và đó cũng là thành quả xứng đáng. Dù gặp nhiều biến cố, bất kỳ ai cũng không nên dễ dàng từ bỏ bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo